4 hiểu lầm phổ biến về rượu vang hồng hay còn gọi là rose wine. Đầu tiên, vang rose được pha trộn từ vang đỏ và vang trắng. Đây là điều thường bị mọi người hiểu nhầm nhiều nhất. Trên thực tế, phương pháp pha trộn cũng được sử dụng nhưng hầu như rất ít. Cách phổ biến nhất để tạo ra vang hồng gần giống như vang đỏ. Tuy nhiên, khi lên men rượu, người ta chỉ cho vỏ quả nho tiếp xúc với nước ép trái nho trong một thời gian ngắn, đủ để sắc tố trong vỏ nho khiến rượu có màu phớt hồng, chứ không phải vài tột như khi làm các dòng vang đỏ khác. Đó cũng là lý do tại sao rượu vang hồng chứa ít vị chát từ tannin hơn rượu vang đỏ. 2. Vang hồng ủ càng lâu thì càng ngon. Điều này chỉ đúng với rượu vang đỏ. Vang đỏ khi còn trẻ thì nồng độ các vị chát, ngọt, chua khá nặng nên cần ủ một thời gian dài để các vị này dịu đi. Mềm mại và hài hòa hơn thì uống mới ngon. Ngược lại, vang hồng giống như các loại vang trắng khác, chúng sẽ ngon nhất khi mới làm. Lúc này vị ngọt mát và hương thơm của trái cây còn đậm đà, tươi mới và thơm ngon. Điều số 3, vang càng đậm thì càng chát. Chưa hẳn là vậy, điều này còn phụ thuộc vào lượng tannin trong mỗi loại vỏ nho. Có những giống nho vỏ đậm màu nhưng lại chứa ít tannin hơn, cho ra thứ rượu có màu đậm mà vị chát lại không quá gắt. Và vị chát trong rượu đôi khi còn phụ thuộc vào chủ định của nhà làm rượu nữa. Điều cuối cùng, vang hồng chỉ dành cho phụ nữ. Chỉ nhìn vào sắc hồng điệu đà quyến rũ của vang rose, nhiều người cho rằng loại rượu vang này chỉ dành cho phái yếu mà thôi. Thật vậy, vì không được ủ quá lâu như những chai vang đỏ, nên hương vị thường rất tươi mới và nhẹ nhàng. Thế nhưng, ở thế kỷ thứ 13, nước Pháp đã nổi tiếng với nghề làm rượu vang hồng để dâng cho vua chúa. Hơn nữa, cũng chẳng có luật lệ nào quy định phái mạnh không nên uống rượu rose, vậy thì bạn cũng chẳng cần phải e dè khi nâng một ly rượu vang hồng trong một bữa tiệc đầy sang trọng. Các bạn còn thắc mắc nào khác về loại rượu vang này hãy bình luận vào bên cạnh để được giải đáp nhé. Đừng quên follow và thả tim Daily Quay để tìm hiểu nhiều điều thú vị hơn về rượu vang.